Đâu đâu cũng được làm bằng gỗ, mái nhà bằng gỗ, cây cột chạm khắc bằng gỗ, lót sàn bằng gỗ. Điệu này mai mốt cháy nhà chắc vui. Dạ kính chào công tử. À tiểu thơ. Dạ chào công tử. À tiểu thơ, à tiểu sinh. Dạ tiểu sinh sao nè. Dạ tiểu sinh. Dạ tiểu sinh sao. Dạ tiểu sinh xin đi tiểu. Công tử làm ơn. Dạ, đây là Trúc Gia Trang. Dạ. Không phải là cái toilet mà muốn đi ra đi vô cũng được. À, không. Làm ơn lui lại giùm. À, ý tại hạ là, tại hạ nói là hôm nay tại hạ đến đây để tìm một người bạn tên gọi là Trúc Anh Đài. Kìa, Lương Huynh không nhìn ra em sao? Cô nương không thể nào là Trúc Anh Đài được. Em là Trúc Anh Đài nguyên con đây nè. Tôi không thể tin được. Không tin đúng không? Ừ. Tin chưa? Đúng rồi, đúng là Trúc Anh Đài rồi. Đây là dáng đứng một người phụ nữ không sợ súng đạn. Trời ơi, vô duyên quá. Gì mà người phụ nữ không sợ súng đạn? Tại hạ xin lỗi thôi. Tại vì hôm nay tại hạ đến đây làm gì? Nghe lời của muội á, Ma Ngọc Trâm này nè, đến Trúc Gia Trang để được cầu hồn muội. Đi về liền, đi về liền, đi về liền. Cái gì mà vô đây mà hết cái ngày rồi tới cái kia rồi giờ trù muội chết hay là sao? Ý Quỳnh nói là cầu hôn muội. Lương Quỳnh ơi. Ừ? Duyên thiên ly chúng ta không tội nguyện, đôi lứa mình có nợ không duyên. Cha mẹ em ép buộc cuộc lương duyên. Nói chung là gả em cho Mã Văn Tài rồi Quỳnh ơi, Quỳnh tới trễ rồi. Muội nói sao? Muội làm vợ Mã Văn Tài hả? Đúng rồi. Không được. Đúng làm sao mà được được. Không thể nào làm vợ Mã Văn Tài được. Đúng vậy. Và vợ Mã Văn Tài không thể nào làm muội. Chung lại là Quỳnh. Đúng rồi đó. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Quỳnh nói gì lạ vậy? Ta cũng không giấu muội nữa. Thật ra ta với Mã Văn Tài đang yêu nhau. Oh no. Oh my god. Trời đất ơi, cái gì vậy? Quỳnh nói vậy là sao? Vậy tại sao Quỳnh yêu Mã Văn Tài mình Quỳnh đến đây cầu hôn muội? Tại kìa mẹ ta, cha mẹ ta ép ta lấy vợ hoài à. Cho nên vừa nhận thư của muội, ta liền chạy về đây để cưới muội, về làm bức bình phong đó. Vậy còn Ngọc Trâm đó, nếu không yêu muội thì bỏ đi. Không phải, tại ta thấy nó đẹp, định lại hỏi muội mua ở đâu để mai mốt làm cô dâu gắn cho nó đẹp. Vậy không lẽ những ngày tháng qua ở Nam Sơn muội rần rần theo Quỳnh vậy đó mà Quỳnh không yêu muội hả? Ủa muội không nghe giới trẻ Facebook nói gì hay sao? Mấy ngày nay nhà muội mất mạng cho nên lên Facebook không được. Nói thế này nè, cuộc tình dù đúng dù sai, những người đẹp trai không bao giờ thích con gái. Đón xem vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 năm 2016.